Ngày 7 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mộc Châu tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mộc Châu lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mộc Châu lần thứ 22 đã đề ra 4 nội dung đột phá, 22 chỉ tiêu với 38 tiêu chí chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương giải pháp triển khai nhiệm vụ, thực hiện tốt các khâu đột phá. Đến nay đã có 10 trên 22 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, giá trị sản xuất trên 1 hectare đất canh tác tăng từ 58 triệu đồng năm 2020 lên trên 76 triệu đồng năm 2022. Hiện nay huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện cũng triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đô thị với nhiệm vụ xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã và khu du lịch quốc gia Mộc Châu được công nhận vào năm 2025. Đến nay đạt 3 trên 5 điều kiện với 16 trên 20 tiêu chí của khu du lịch quốc gia Mộc Châu, đạt 2 trên 5 tiêu chuẩn của thị xã với 79,5 điểm đô thị loại 4. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong nửa nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp 301 đảng viên mới, 179 trên 184 bản tiểu khu thực hiện chủ trương bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng bản tiểu khu. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu đạt được sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Đồng thời đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, sản xuất an toàn, hữu cơ, xanh, sạch, đặc sản, phát huy tiềm năng lợi thế gắn với phát triển các sản phẩm du lịch, không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ để từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tăng cường chăm lo người có công, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo, đa dạng hóa sinh kế cho người dân, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh toàn diện, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.